Xin chào mọi người đã quay lại kênh của mình. Lần đầu tiên tôi xin kính chúc toàn thể quý vị và các bạn có một ngày mới mạnh khỏe và vạn sự như ý. Hôm nay tôi xin chia sẻ với mọi người đó là máy hút bụi Dima DX1000. Mời mọi người cùng đón xem nhé. Thông tin chi tiết sản phẩm: model DX1000, máy hút tối đa 16.000 Pascal, dung tích hộp thải 0,5 lít, điện áp đỉnh mức 220V tần số 50Hz, công suất đỉnh mức 600W, trọng lượng sản phẩm 2,75 cân, kích thước sản phẩm chiều dài 240mm, chiều rộng 208mm, chiều cao 1155mm, chất liệu sản phẩm nhựa ABS cao cấp. Ưu điểm của sản phẩm: thiết kế tay cầm vòng cung lớn 130 độ, thiết kế tay cầm 130 vòng cung giúp giảm sức nặng cho tay bạn trong quá trình sử dụng và mang đến cho bạn trải nghiệm vệ sinh thư giãn và thoải mái. Chuyển đổi linh hoạt nhiều góc cầm. Tay cầm được thiết kế thông minh, có thể đẩy, kéo, nâng để thay đổi các góc cầm khác nhau và có thể giúp bạn vệ sinh với các tư thế sử dụng khác nhau. Motor tốc độ cao mạnh mẽ, khởi động nhanh khi bật lên đến lực hút 16.000 Pascal, hút mọi loại rác làm sạch cho ngôi nhà của bạn. Ống dẫn khí DC không bị cản trở, được thiết kế với một đường dẫn khí nâng cao duy nhất để giảm thất thoát không khí trên ống dẫn. Sức hút được dẫn trực tiếp đến khu vực cần được hút mà không bị yếu đi do thất thoát. Để đáp ứng nhiều nhu cầu làm sạch của bàn máy được trang bị lực hút mạnh 16.000 Pascal, dễ dàng hơn cho việc vệ sinh hàng ngày hoặc vệ sinh nâng cao. Diện tích miệng hút rộng và linh hoạt. Miệng hút rộng 240mm có thể bao phủ diện tích lớn, thiết kế 3 chiều có thể xoay lên xuống, linh hoạt tránh chướng ngại vật và đồ đạc. Sự đa dạng về chức năng. Nhiều đầu hút kết hợp với ống dẫn dài, 5 kiểu hút chủ đạo có thể xử lý nhiều loại rác bẩn khác nhau. Để đảm bảo toàn bộ ngôi nhà được làm sạch, bạn có thể thay thế đầu hút tùy theo mục đích và nhu cầu làm sạch. Hệ thống lọc 3 lớp nhờ công nghệ tách lốc xoáy bên trong, ban đầu các hạt bụi lớn bị chặn lại, sau đó phần còn lại được lọc từng bước qua mô đun lọc 3 lớp. Các lõi lọc có thể được làm sạch và dùng tiếp. Bộ lọc thép không gỉ, bộ lọc HEPA và bộ lọc vải cốt tông có thể được tháo rời riêng biệt và tái sử dụng sau khi rửa bằng nước và làm sạch để tránh tắc do cặn bám. Hộp bụi dung tích 0,6 lít độc lập. Hộp bụi được kết nối với thân thiết bị bằng một lẫy duy nhất và có thể dễ dàng tách rời chỉ bằng một cái vặn, làm sạch diện tích rộng. Cắm và hút không cần chờ đợi, dây nguồn dài 5m có thể hút bụi phạm vi rộng, tùy thích, mọi công việc vệ sinh đều hiệu quả. Chính sách bảo hành, sản phẩm là hàng chính hãng, bảo hành 1 năm, đổi mới trong 7 ngày, nếu có lỗi của nhà sản xuất. Cảm ơn mọi người đã chú ý lắng nghe, xin chào, hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các video sau.